Unit 6 On the Farm. Bài học số 6 Trên nông trại. Lesson 1 Tiết học số 1 1. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại. S Box cái hộp. Fox con cáo. Ox con bò. 2. Phone and say chỉ và nói. Box Ox. Lesson 2, tiết học số 2. 3. Listen and chant. Nghe và vỗ tay. S a box. I can see a box on the farm. S a fox. I can see a fox on the farm. S an ox. I can see an ox on the farm. Cái hộp. Tôi có thể nhìn thấy một cái hộp trên nông trại. Con cáo. Tôi có thể nhìn thấy một con cáo trên nông trại. Con bò. Tôi có thể nhìn thấy một con bò trên nông trại. 4. Listen and circle. Lắng nghe và phân tròn đáp án đúng. Trong bài này mình sẽ ôn lại 4 từ vựng trước nha. Fox. Ox. Fox. Dog. Five. Look and write. Hãy nhìn vào và viết. S. Chữ S đầu tiên thì mình sẽ viết in hoa nhé. Chữ S thứ hai mình sẽ viết là in thường. Lesson 3, tiết học số 3. Sit, listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại. Is there a fox? Có một con cáo phải không? Yes, there is. Vâng, đúng vậy. Is there a fox? Có một con cáo phải không? No, there isn't. Không, không có. 7. Let's talk. Chúng ta cùng nhau nói. Ở đây mình sẽ có hai mẫu câu để hỏi và hai mẫu câu để trả lời. Is there a Is there an? Ở đó có một. Ở đó có một. Yes. Vâng, có. No. Không, không có. Và mấy em nhìn bên dưới mình sẽ có ba bức tranh. Mình nhìn vô tranh để mình chọn câu trả lời yes hoặc là no. Bây giờ cô lấy ví dụ bức tranh A. Box. Mấy em nghe kỹ câu hỏi của cô nhé. Is there a fox? Có một con cáo phải không? No, there isn't. Không, không có. Ví dụ số 2. Is there a box? Có cái hộp phải không?
Yes, there is. Vâng, có. Hey, let's sing. Cùng nhau hát. Is there a fox? Có một con cáo phải không? Is there a fox? Có một con cáo phải không? Yes, there is. Vâng, đúng vậy. Yes, there is. Vâng, đúng vậy. There's a fox in the box. Có một con cáo trong cái hộp. Is there an ox? Có một con bò phải không? Is there an ox? Có một con bò phải không? No, there isn't. Không, không có. No, there isn't. Không, không có. There isn't an ox on the farm. Không có một con bò nào trên nông trại.